bạch tuộc cẩu lầu 1,5 kg. Hai không cấp, không cấp quá khủng, quá khủng. Bông sát sanh động vật, động vật quan giả nguy hiểm quá. Thầy cường cũng coi không cá, thầy cường kiểu miêu luôn đó. Rồi kéo lên, kéo lên, kéo lên, kéo lên, kéo lên cho bà con cô bác coi bạch tuộc 1,5 kg coi. Con này nhà đâu tới 1,5 kg. Ký tư, tư ký tư trong túi anh chứ không rồi. Rồi ok. Ừ, còn hỏng rồi đó. Đã chưa hút ghẹ hả? Hả? Chưa hút ghẹ hả? Chưa, chưa, chưa. Dạ. Nãy vòng vòng tới ghẹ không ghẹ? Ghẹ 1,5 kg ăn được. À, qua chữ luôn. Chết rồi. Sát xanh động vật không ăn giả. Đúng không? Kiếm là bạn tổ cũng kiếm à? Tổ mì nè. Nó cắn ghê. Em không biết nữa. Tổ mì, tổ mì lấp vô mình nướng. Lấp vô mình nướng ở dưới đó đi. Của ở đây. Dạ nhưng mà ở đây quán này em ăn nè, mình chứ được. Nó bao. Còn cái em nói là mình mua đem tổ mì. Dạ. Dạ nhưng mà mua ngoài cũng phải. Ủa hôm nay là giáo sư cũng chạy cho các em một món rồi, là món mới nữa đó là mua biển nướng. Hồi vừa nghe lãnh đổ ở con cái bác nghe. Ăn nhậu riết là miếng quá, bây giờ mình nướng thôi. Có cá đâu? Chả quá. Chả lên luôn. Chả lên cho các bạn cho mấy chiến hữu coi. Bây giờ mình sẽ phong cách làm muối tiêu. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.